Trong những ngày hè nắng nóng như thế này, rất nhiều bạn nhắn cho bác Đạt hỏi là bác ơi làm thế nào để tránh sốc nhiệt cho trẻ khi mà trời nóng? Tại vì em không thể có thời gian để quản nó được, cho nó chạy nhảy ngoài kia rồi có thể mình đi du lịch nữa, đúng không ạ? Thế thì sốc nhiệt là một tình trạng như nào ạ? Là cái tình trạng mà cơ thể nhiệt độ cơ thể của bé nó tăng cao, thường là trên 40 độ C, nhưng mà nó lại không toát mồ hôi. Tại vì toát mồ hôi đó là cơ chế điều hòa thân nhiệt nhanh nhất và hiệu quả nhất của cơ thể chúng ta. Đấy. Và bé cảm thấy bị tê bì chân tay, mất cái cảm giác và chúng ta không xử lý kịp thời, nó có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của bạn và thậm chí có thể tử vong. Đấy, được chưa? Thế thì như thế nào, nóng đến mức nào, trời nắng như thế nào thì chúng ta mới bị sốc nhiệt? Thì nhiệt độ ngoài trời nó là một yếu tố quan trọng, nó gây ra tình trạng sốc nhiệt, nhưng mà nó không phải tất cả, nó phải cộng hưởng nhiều yếu tố nữa, đó là cái trạng thái cơ thể của trẻ, nó vận động như nào, nó chơi chạy nhảy như nào thì mới gây tình trạng đó, được chưa? Ví dụ 35 độ thôi nhưng mà trẻ nó chơi, nó chạy nhảy, nó đánh cầu lông, đá bóng ngoài trời như vậy thì cái nguy cơ sốc nhiệt nó cao hơn. Đấy. Nhiều nghiên cứu ấy ở trên thế giới cho thấy rằng là khi nhiệt độ tối đa trong ngày là dưới 32 độ C thì ít người bị sốc nhiệt hơn. Đấy. Và trên những ngưỡng 32 độ C này thì nó gia tăng cái tỷ lệ người bị sốc nhiệt. Đấy thì nó do cái nhiệt độ là một yếu tố nhá, và đương nhiên là do cái tình trạng vận động của trẻ nữa. Thời tiết nắng nóng như thế này thì chúng ta nên cho trẻ ăn uống như thế nào để giúp trẻ khỏe mạnh hơn? Đấy. Thì nắng nóng thì nó có nhiều ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ em, nó gây các vấn đề như rôm sảy, kiệt sức rồi ngất rồi vân vân. Đấy, rồi sốc nhiệt đúng không ạ? Rồi nắng nóng cũng tạo các cái điều kiện các bệnh nhiễm khuẩn lây lan, ví dụ đồ ăn ôi thiêu rồi bệnh chân tay miệng thì bệnh tiêu chảy vân vân, đúng không? Rất nhiều. Đấy, thời tiết này nó gì ạ? Nó phù hợp để cho loại vi khuẩn nó nhân lên. Đấy. Và để đề phòng các cái vấn đề sức khỏe do nhiệt điện này, cho trẻ uống đủ nước nhá. Thông thường các bạn nhìn này, thông thường nhá, trẻ lớn ấy thì nó cũng dùng khoảng một ngày thì khoảng 1,5 lít 2 lít, uống theo nhu cầu của trẻ. Nhưng mà nếu mà trẻ uống ít nước ấy, thì mình phải lưu ý bổ sung nước cho trẻ. Nếu mà uống các nước trái cây, nước sinh tố thì càng tốt, đúng không? Nó bổ sung thêm vitamin và khoáng chất nữa, nó giúp cho cơ thể của trẻ tốt hơn. Và nếu như mà trẻ uống quá nhiều nước tinh khiết, trong cái trường hợp mà trẻ bé vận động nhiều, bé ra nhiều mồ hôi, nhưng mà chúng ta cho bé uống nước tinh khiết, tức là nước không ấy, thì nó không bù điện giải, đúng không? Thì nó gây loãng máu, nó rất là nguy hiểm các bạn nhé, rất là nguy hiểm. Đấy, cho chúng ta cho bé uống nước hoa quả, uống sinh tố là tốt nhất. Đấy, hoặc là uống nước có điện giải, hiểu không ạ? Chứ không phải uống Olizon nhá, nó khó uống. Đâu, chúng ta có thể uống nước, các nước khoáng mà có điện giải thì rất tốt trong cơ thể của trẻ, thì giúp cho sức khỏe bé tốt hơn. Được chưa? Đấy là cái việc mà chúng ta cho trẻ ăn uống như vậy, ăn đồ dễ tiêu hóa, ăn đủ dinh dưỡng, ăn nhiều rau xanh và uống đủ nước. Đấy. Và nếu như mà trẻ bị mất nước trầm trọng, tức là nó uống ít nước mà nó vận động nhiều, đấy, nhưng mà trẻ không ra mồ hôi nhá và cảm thấy là mệt mỏi, cảm thấy ly bì, đúng không? Thì chúng ta cần phải bù nước mới khoáng cho trẻ đi kiểm tra ngay lập tức. Nếu chúng ta không đi kiểm tra kịp thời thì nó có thể gây sốc và nó có thể nguy hiểm đến tính mạng của bạn, được chưa? Đấy, đấy thứ nhất là về ăn và uống. Nhớ này, hạn chế những đồ uống có ga, những cái đồ uống gì calo rỗng. Trẻ nó rất thích những cái nước như là bò húc, như là sữa tinh, như là nước ép hoa trái cây công nghiệp, nó cực kỳ nguy hiểm. Và chúng ta cần phải rèn cho con một thói quen là uống nước hoa quả thay vì uống nước có ga, uống bò húc, uống sữa tinh vân vân. Đấy, chúng ta phải rèn uống Coca, uống Pepsi nhá. Chúng ta phải hạn chế cái điều đó. Tuy nhiên là mình cấm nó không được đâu, tại vì nó đi học, nó chơi bạn bè nó, mình không cấm được, nhưng mà ở nhà mình phải rèn thói quen đó. Cho nên cái việc mà ăn uống thói quen là vô cùng quan trọng, ăn đủ, ăn đa dạng, được chưa? Có cần bổ sung vitamin khi mà trời nắng nóng không? Có chứ các bạn. Vitamin là một trong những khoáng chất vô cùng quan trọng và thiết yếu đối với cơ thể của chúng ta. Vitamin giúp cho sức đề kháng của trẻ tốt hơn, giúp cho trẻ cao hơn và thông minh hơn. Cho nên cái việc mà chúng ta cho trẻ uống nước hoa quả nhiều ấy, nó có rất nhiều vitamin khoáng chất. Đấy, rất tốt cho các bạn nhé. Nếu như bé lười thì mình có thể bổ sung thêm vitamin qua các sản phẩm bổ sung. Được chưa? Có thể dùng vitamin nhỏ giọt, có thể dùng vitamin dạng dung dịch tùy các bạn. Nhưng mà các bạn nên dùng cái loại vitamin nhỏ giọt, tại vì đó là tinh chất vitamin. Chỉ cần 1-2 giọt thôi là nó đáp ứng đủ cái nhu cầu vitamin hàng ngày. Đấy, đúng không ạ? Nó bằng cho bé ăn cả 1 cân hoa quả thì bé đã sẵn 1 cân hoa quả được, đúng không? Đấy. Đấy, thứ hai là có cần bổ sung vitamin không? Cái thứ ba là bật điều hòa cho trẻ như nào? Cái điều này rất quan trọng. Đúng không ạ? Rất quan trọng. Thông thường như này, cái nhiệt độ trong nhà và nhiệt độ ngoài trời nó chênh nhau 10 độ. Thông thường như vậy là cái nhiệt độ tối ưu nhá, để trẻ nó chơi trong nhà, nó chạy ra ngoài mình không kiểm soát được mà,
Đấy. Thì đang trong nhà nhiệt độ con để thấp quá, ra ngoài nhiệt độ cao nó có thể trẻ sẽ bị ốm, bị ho đúng không? Và các vấn đề sức khỏe khác. Cho nên thường chúng ta sẽ để chênh khoảng độ 10 độ nhá, 8 10 độ là cái nhiệt độ thích hợp nhất, được chưa? Thì đấy là cái thích hợp nhá. Thì Bác Đạt thông thường để này từ 22 26 độ C thì Bác Đạt hay để nhiệt độ điều hòa 24 độ C. Thứ nhất là nhiệt độ này ý, nó vừa phải, thứ hai nó không tốn điện đúng không? Thứ ba là nó không chênh lệch quá nhiều so với nhiệt độ bên ngoài. Đấy là cái nhiệt độ mà thích hợp nhất. À, có nên dùng các loại kem chống nắng hay là mặc áo chống nắng cho trẻ hay không? Nếu như mà con bạn đi ra ngoài nhiều, đúng không? Chơi chạy nhiều, dùng kem chống nắng cho trẻ thì cũng rất là tốt, vì kem chống nắng nó có thể ngăn chặn các cái tia UVB. Đấy, rồi tia UVA, UVC đủ thứ luôn, gọi là tia cực tím. Thì cái tia cực tím đấy nó khiến cho trẻ bị sạm da, bị đen da, và nếu vì da của trẻ cái lớp sừng nó rất là yếu, nó có thể đi xuyên qua và xuống tới lớp trung bì và có thể gây đột biến và có thể gây u các cái tế bào sắc tố, nó rất là nguy hiểm nha. Có thể cho trẻ dùng kem chống nắng không vấn đề gì cả. Thực ra cái điều này nó rất quan trọng. Thì tốt nhất chúng ta không nên cho trẻ vận động mạnh vào thời điểm từ 10 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều. Đây là thời điểm nó quá nắng và nó quá nhiều các cái tia cực tím, mà nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn, nó có thể gây lên tình trạng sốc nhiệt. Cho nên chúng ta nên cho trẻ vận động vừa phải. Ví dụ là đi học thì trẻ vẫn chơi trong nhà trường rồi, nó học trong nhà rồi. Còn ở nhà chúng ta cho trẻ chơi trong bóng râm, đúng không? Chơi trong bóng râm nhé. Và những cái thời tiết, những cái thời điểm mà nắng nóng cực độ như vậy, thì chúng ta có thể hạn chế cho trẻ vận động. Và đến chiều khoảng 5-6 giờ chiều, chúng ta lại cho trẻ đi vận động tiếp. Vì cái vận động là điều rất quan trọng để giúp cho bé cao lớn hơn và giúp cho xương bé chắc khỏe hơn và đề kháng của bé tốt hơn. Vận động là yếu tố vô cùng quan trọng, các bạn nhé, vô cùng quan trọng. Đấy. Thì đấy là một số cái thông tin mà Bác Đạt có thể chia sẻ với các bạn để các bạn làm sao vậy ạ, cho con đi du lịch này và chăm sóc con những ngày hè tốt hơn để con mình khỏe mạnh hơn, nó không bị sốc nhiệt và không bị ảnh hưởng các vấn đề khác nữa như là tiêu hóa đúng không, như là hô hấp. Phần nào đó các bạn chưa hiểu có thể là comment dưới video này. Đấy, Bác Đạt sẽ trả lời các bạn, và đừng quên subscribe kênh YouTube của Bác Đạt nhé. Trên kênh có trên 1.000 video, đó là các phác đồ hướng dẫn mà hàng triệu bà mẹ đã nhận được lợi ích từ các video này, con cao lớn hơn, sức đề kháng tốt hơn và ít ốm hơn. Rồi, xin chào các bạn.